Mua tài khoản Liên Quân Mobile uy tín, giá rẻ tại shopmobileviet.vn. Hello chào bạn, như vậy bé to to đã ra mắt chính thức tại máy chủ thử nghiệm rồi. Anh em mà muốn trải nghiệm trước thì nhớ vào mua nha. Giá rất rẻ, chỉ có 500k thôi, ý lộn chỉ có 500 vàng thôi. Tại sao mình lại kêu gọi anh em vào? Bởi vì bản test bây giờ vắng tanh như chùa Bà Ranh. Mình tìm trận đấu từ 2 giờ đến 4 giờ. Chẳng có anh em nào vào tổ hợp cả. Rất là buồn, nóng máy tí đi cháy bu đi rồi. Chính vậy mình quyết định cầm bé to to, cân 5 em, không biết có thành công hay không đây. Thôi thì cố gắng, không thành công thì cũng thành nhân. Bởi vì chất tướng là đỡ đòn đấu sĩ, không thể so sánh với chất tướng sát thủ cơ động được. Chất tướng vị tướng này rất mạnh ở thời điểm đầu game, xô đường tà thần rất mạnh anh em ơi. Nếu anh em nào chưa biết kỹ năng của vị tướng này thì mình sẽ trình bày chi tiết ngay sau đây. Tên thật là Browner nha, một nữ tướng mà anh em được mệnh danh là to nhất trên quân mobile đấy. Cái đội tại giúp Browner có đến 4 chỉ số cộng thêm. Đầu tiên là tăng giáp, level 1 tăng 80 điểm, một lần cộng dồn và tối đa 3 lần cộng dồn. Level 15 là tăng đến 150 điểm. Như vậy tối đa sẽ tăng 450 giáp. Tăng quá là khủng khiếp các bạn ơi. Sau khi sử dụng một kỹ năng nó tăng như vậy, 3 lần sử dụng kỹ năng thì các bạn tăng 450 giáp. Đồng thời sau khi kỹ năng trúng mục tiêu thì đòn đánh thường được tăng tốc đánh, được tăng thêm sát thương và có khả năng hồi phục máu. Quá nhiều chỉ số ở cái nội tại vị tướng Browner. Chiêu 1 lướt đi, hất tung mục tiêu lên 0.5 giây. Chiêu 2 tấn công mục tiêu phía trước nhiều lần và có khả năng giảm giáp. Giảm giáp ở đây sẽ khiến đồng đội tấn công lên mục tiêu bị dính chiêu của Browner, sẽ gây thêm sát thương. Giảm tối đa đến 250 giáp đó các bạn ơi. Còn chiêu cuối là một cái chiêu cũng rất mạnh, đẩy lùi tướng địch. Đẩy lùi tướng địch thì nếu các bạn đẩy tướng địch vào tường thì chiêu cuối có thể kích hoạt lần nữa và các bạn có thể lướt đi. Như vậy vị tướng này có đến 2 chiêu lướt đi, nhưng mà anh em phải sử dụng chiêu cuối làm sao mà đẩy tướng địch vào tường, hoặc là mục tiêu vào tường thì mới có khả năng kích hoạt chiêu cuối một lần nữa nha. Đó là bộ kỹ năng vị tướng Browner. Và cái kèo đầu với máy này bắn đi căng quá các bạn ơi. Mình mất hai trụ rồi. Solo thì mình trên cơ đấy, đẩy vào tường rồi các bạn. Bây giờ lướt chiêu cuối truy sát nha. Với chiêu cuối lướt truy sát thì gây sát thương bằng 12% máu đã mất của mục tiêu mà. Dùng để kết thúc để quy truy sát tướng địch gần hết máu rất là tốt. Mình cố gắng lấy cái trụ này. Chứ không là cứ để chạy ra đứng giữa rồi chạy lên tà thần, xong nó chạy lên rồng. Mình chỉ là cái người thủ trụ thôi. Còn bên kia 5 đứa nó cứ thế đẩy trụ. Thốn thôi rồi. Cố gắng đẩy một đường này. Mà không ổn rồi. Rất may trận đấu này là đứng giữa có con driver. Cứ bật chiêu cuối nào đầu vào trụ và sớt mặt. Thế nếu không thì rất là khó đánh các bạn ơi. Tất nhiên mình đấu với máy thành ra mình phải lên đam thì mới có khả năng dọn lính nhanh, mới đảo đường thủ đường nhanh. Chứ các chất tướng này thì các bạn phải lên chất tướng là lên đồ đỡ đòn nhá, đồ full tank. Nếu mà các bạn muốn lên đồ công thì chắc là chỉ mới lên một đồ công thôi, không nên lên quá nhiều đồ công. Nếu anh em chơi Vương Giả Vinh Diệu thì chắc chắn sẽ nhận ra đây là đàn ma. Đàn ma sư tổ về Liên Quân Mobile tự nhiên là to to thế. Đắc là hai quả đầu là để trước ngực rồi. To dã man.
To bình thường không sao, lại còn mặc cái bộ áo mà nó bó sát anh em ơi, nó nắc kiểu là sắp rụng đến nơi ấy. Bưởi này là bưởi bưởi không biết là bưởi châu Mỹ hay châu Phi đây, to kinh khủng luôn. Mình cảm thấy bắt đầu là mỏi chân rồi đấy, chạy hết phía trên rồi chạy lên dưới đây vẫn không thủ trụ được. Timmy với Pena mà đẩy trụ game phết này. Hy vọng anh em sớm vào bản test để mình có thể trải nghiệm với người nha. Chứ đánh cái máy này chán ghê, vừa mệt lại vừa chán. Tôi thì chủ yếu là chém gió với các bạn về nhan sắc của vị tướng mình gọi là To To, còn tên thật là Brawler. Ôi, không được rồi, không để phá trụ được. Ở phía dưới thì Liliana phá trụ gắt quá, Liliana với Butterfly là hoàn toàn có đam phá trụ. Bên mình có về kịp hay không, đây mất một đường các bạn ơi, tốn tôi rồi. Nếu mà Nacross hay là Zuka các kiểu ID thì dễ quá. Con Browner này hơi khó các bạn ơi. Bây giờ mình phải liều ăn nhiều nha. Thủ xong rồi mình sẽ đẩy thẳng luôn, chứ cứ chạy đi chạy lại này thì cuối cùng cũng nát nhà. Đợi cho tướng địch lên bảng là đếm số lâu một chút xíu. Con này phải giao tranh ở vị trí gần có tường cơ, các bạn đẩy tướng địch vào tường. Và đứng thế nào mà đẩy tướng địch vào tường, nó cũng khá cần cái kỹ năng. Không để đánh bừa được các bạn ơi. Nhiều khi anh em sử dụng chiêu cuối mà cứu tướng địch đấy, bởi vì nó đẩy mục tiêu về phía trước mà. Đẩy đùi mục tiêu về phía trước, trước mặt của vị tướng Brawler. Thành ra là nếu mà không trúng tường ý, thì coi như được cứu tướng địch, bóp đồng đội. Vô cùng thốn. Ở đây là đây, cứ có chiêu cuối là thanh niên lăn lên về trước. Và theo một cái quỹ đạo va đập không có quỹ đạo nhất định. Đó, gắt quá, trò phát này. Tiếp tục dùng chiêu cuối lướt đi này. Rồi con này mình nhiều ăn nhiều vậy các bạn ơi. Không thèm thủ Paina với Timmy, đẩy thẳng luôn. Ôi sao nhiều lính vậy. Tôi đẩy luôn. Cái này là thi xem ai phá trụ nhanh hơn, chính vậy mình sẽ lên cái thương xuyên phá trụ cho nhanh. Đó, cố lên nào. Đấy, thắng thôi. Ôi, bị choáng các bạn ơi. Ôi, đang bị choáng. Chỉ vậy trời. Ôi, xong nát nhà rồi các bạn ơi. Một người quyết định này, liều ăn nhiều. Rồi, một phát nữa. Mình phá nhà trước vợ. Ôi, mày chùa ấy, cái gì vậy? Tề đen dã man. Các bạn thấy mình phá nát nhà rồi. Vẫn win à? Không hiểu, vô lý. Từng thắng mà thua, mà từng thua mà thắng. Không hiểu tại sao các bạn ơi. Ok, như vậy video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Bạn chơi game mobile, bạn muốn sở hữu một chiếc ốp Lincoln Mobile dễ thương, đến ngay với phụ kiện mobiviet.com. Đây là shop của Mobiviet nha anh em ơi. Có rất nhiều trang phục đẹp, những vị tướng hot, những trang phục vừa ra mắt cả Philly hầu gái, hay là trang phục chưa ra mắt Triệu Vân băng thương. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.